Đỗ Sinh cùng với các bạn tiếp tục đi dạo chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông hôm nay nhé. Mở hàng chưa anh ơi? Vâng, bây giờ mới đang bày hàng ra đấy. Nóng quá. Mà vắng. Anh thấy cây này được bao nhiêu tiền một ngày anh ơi? Vâng, anh xin nhé. Họ trả anh bao nhiêu tiền một ngày? À, 500 một ngày nha. À, 500 một ngày tưới cây. Thế hôm nào anh vắng bận công việc gì không tưới được anh để tôi nhá. Vâng, okay. Vâng. Tôi cũng kiếm lấy ngày hai ngày lấy tiền quà vậy. Tôi đi thăm quan vườn cảnh Mai Hải Anh ở chợ Vạn Phúc. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ một số những cái cây xin báo giá tham khảo. Vâng, ở đây tôi thấy có cây me cũng hay hay này. Cây me có cái dáng cây có rất là giống cổ quái này. Một cây me tầm nhỏ. Cây me này bao tiền anh Hải ơi? Cây me này bao tiền? Mấy? 2 triệu à? À. Vâng. Vâng. À, tiếp theo chúng ta đến với cây ổi. Một cây ổi ta tầm nhỏ. Cây ổi tầm nhỏ này giá bao nhiêu anh? Hả? 400.000. Mấy? 400 á? 1.400.000. À 1.400.000. Vâng vâng. Gọi là 1.400.000 đấy. Gốc hay. À, đây có vườn Mai Hải Anh có cây sam này. Chúng ta đang quan sát cây linh sam. Rất già rồi.
Cây linh sao này giá bao nhiêu? 6,5 triệu. 6,5 triệu. Vâng. Cây me này bao nhiêu tiền anh? Cây me 7 triệu nhé. 7 triệu, vâng. Đến chưa nảy giờ này rồi. Hả? Quay nó chưa đẹp giờ nảy rồi. Vâng. Me này giờ nó lên lộc đều rồi. Lần trước có vẻ nó sơ xác lá. Vì nó chưa bắt lộc. Vâng, và chúng ta đang xem anh chủ vườn đang chặn lá của một cây gỗ chắc bonsai cũng độc đáo. Nói về những cái cây gỗ chắc chúng ta thường gặp rồi, có những cây rất lớn, ví dụ như cây ở trên nhà ông Trung Đất ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đây là cây gỗ chắc dáng đổ để anh chặn thêm bớt một số những cái mầm rông lên nữa thì chúng ta sẽ quay cái phần thân. Bởi vì anh để tùm thì nó không phô được cái đường đi của thân ra. Lấy được cái gốc này ra cho anh xem, anh em thưởng thức này, cái đường đi của thân cây gỗ chắc dáng đổ như thế này. Đấy. Đấy, gọn gọn rồi. Mấy cái mảng đằng trước này nữa thôi, xong. Anh vào dây anh tháo hết rồi đúng không? Vâng, cái này đã hoàn thiện. Cái này cắt bỏ, cái này nó trồng ngược vào trong cây này. Đây nữa. Ừ. Nó quay thân. Được rồi, đấy nó mới phô ra cái. Vì nó đè vào mà. Đè vào thân. Nó đè thân. Đấy. Được rồi, sơ sơ đi. Tôi nghĩ là sau khi tôi đăng tải video này lên thì cây gỗ chắc của vườn anh Hải chắc chắn là cũng sẽ phải di chuyển. Rồi. Túm túm thế, đúng. Tôi quay dần ở trên gốc này nhá. Đây. Sau khi thoát ra khỏi mặt chậu đổ xuống rất là đột ngột. Gọi là chỉnh sửa mà. Trước khi đi ăn cưới mình vẫn phải vuốt vuốt một tí, soi gương một tí. Thì đây anh cũng phải làm dáng cho nó chứ. Anh để nó tùm mới nhìn nó mất cảm tình. Đấy, được rồi. Cắt bỏ cái này đi. Đây. Rồi, xong rồi. Đây rồi, đấy nó hở được cái khớp này ra. Thế thôi, còn cái tay bên kia đấy là xong thôi. Đấy, nó phô ra để tôi quay cho người ta được thưởng thức chứ. Ok. Mà cũng phải cắt thế này chứ, không để nó ấy quá. Để nó tạo răm vậy. Chứ nó cứ rông mãi ra, hoặc là nếu nó có cái gì mình cần phát hiện ra được. Rồi đấy, gạt bỏ cái cắt rồi nó mắc trên cây đi. À, cây gỗ chắc. Anh nhìn nó cái gì già cho nó nổi. Cây này mà trang trí vào cái chậu gốm xanh đẹp rồi. Mình về mình gọi là trau chuốt lại, đúng không? Bởi vì đây cái số lượng của vườn anh cây nó hàng nghìn cây nên anh không thể bao quát chung được hết. Đấy. Cây còn chậu trước là mình. Không, tức là về cái trau chuốt đấy, về tay cành về tán tiếc cái đấy. Ừ. Đây cắt bỏ cây này. Cắt bỏ cái này. Rồi, xong rồi. Đấy, thế có phải nó gọn không? Nãy tôi đi qua tôi thấy nó tùm tôi hỏi anh thì hóa ra cây gỗ chắc đẹp này. Cây này giao lưu thì giá bao nhiêu? Cây này 5 triệu.
5 triệu à? 5 triệu rồi. À. Giá hợp lý. Đấy rồi. À, chắc chắn là được đấy. Thời gian mình chuyển tục việc ngay. Ừ. À, vâng, cũng tại vườn cảnh Mai Hải Anh chúng ta thấy có một bệ sung. Phần ghế dễ đưa ra này lên tiếp một cây sung tử. Gần như là kiểu dáng mẫu tử. Người mẹ ôm con. Đấy, bệ sung dễ về, rất đẹp. Có quả chứ? Quả quá, cái mũ quả này. À, đây rồi, đây rồi, cái dâu. Chúng ta nhìn cái phần bệ trước này. Cây tương đối già rồi. Cái này là vườn này, còn nếu gọi là siêu thị vào các đại gia khi cảnh thì giá thế, thế vườn anh thì giá khoảng bao nhiêu thì anh bán? Tầm như bán phô thì 20 triệu. Tức là cây sung này 20 triệu? 20 triệu. Và các vườn đại gia này thì khác. Có thể có 4 lần. Vâng, anh báo giá là 20 triệu. À, tôi đi đến tôi chụp cái biển hiệu nhà vườn Mai Hải Anh. À, trong đó có số điện thoại để chúng ta giao lưu. À, đây là số điện thoại giao dịch của cây cảnh Mai Hải Anh. À, địa chỉ chợ Vạn Phúc, Hà Đông. 0973 355 386.